Ai đấy? Hoàng cô nương, Mục tỷ tỷ, muội cũng biết bây giờ tỷ chẳng có tâm trạng để đùa giỡn với muội. Sao cô lại ở đây? Quách đại ca đâu? Không đi cùng với cô à? Sao mỗi khi gặp mặt tỷ lại hỏi đến huynh ấy vậy? Tại vì Khưu đạo trưởng và mấy vị sư phụ của Quách đại ca đang tìm huynh ấy, cho nên ta mới... Đúng rồi, tỷ không nhắc đến chuyện đó, suýt nữa muội cũng quên. Họ có đi cùng tỷ không? Họ không đi cùng ta, ta đi một mình. Mục tỷ tỷ, tóc của tỷ sắp khô rồi, để muội chải cho tỷ nhé. Lại đây. Mục tỷ tỷ, như thế này mới đẹp đấy. Cô nương khéo tay lắm. Ta bao năm hành tẩu giang hồ cũng không biết làm thế nào để chăm sóc cho bản thân. Mục tỷ tỷ, cho muội mượn cái này xem được không? Quách Tĩnh, đây là vật của Tĩnh ca ca mà, để muội giúp tỷ trả lại cho huynh ấy. Không được, đây là vật duy nhất mà cha ta để lại cho ta. Có giỏi đến đây mà lấy. Hoàng cô nương, cô đừng nên quá đáng. Kỳ lạ, Hoàng cô nương là để cho tỷ cũng gọi đó sao? Tại sao muội lại để cho tỷ chiếm lợi thế? Tỷ tưởng muội sợ mấy chiêu này à? Tiêu Giao Quyền là ai dạy cho ngươi? Loại quyền pháp như vậy muội cũng có thể nghĩ ra được. Nếu tỷ chịu tôn muội làm sư phụ, muội sẽ dạy hết cho tỷ. Ngươi đừng có nằm mơ. Thất công không cho muội dùng bộ quyền pháp này giao đấu với người khác. Thất công, ngươi làm sao quen biết người này? Đúng vậy, muội và thất công tính ra cũng có mười mấy năm giao tình. Cho tính thế nào thì tỷ cũng là vãn bối của muội. Đánh nhau với tỷ hình như có chút không công bằng. Thôi được, vậy tỷ dùng quyền pháp mà thất công dạy cho tỷ đó, còn muội sẽ dùng võ công nhà muội để đấu với tỷ. Thế nào hả? Chiêu này gọi là Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Điểm vào huyệt rồi thì cơ thể không hề đau chút nào, mà còn dễ chịu phải không? Người có gan thì giết ta đi. Muội giết tỷ làm gì? Muội và tỷ không thù không oán. Nhưng mà tỷ phải lập một lời thề. Sau khi thề xong muội sẽ thả tỷ đi. Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta phải thề? Khưu đạo trưởng, bọn họ nói rất đúng. Ngươi quả thật là tiểu yêu nữ vô duyên vô cớ hại người. Yêu nữ thì yêu nữ, dù sao cũng đỡ hơn một cô nương xấu xí. Đợi muội dùng thanh đao này rạch hai đường trên má trái và má phải của tỷ, thì cả đời này không còn ai thích tỷ nữa. Vậy thì đã làm sao? Vẫn còn tốt hơn ngươi lòng dạ rắn rết. Cho dù có người yêu thích ngươi, cuối cùng cũng phải hối hận thôi. Thôi được, bỏ đi, không nói với tỷ nữa. Tỷ đi đường tỷ, dù sao thì Tĩnh ca ca cũng không thích tỷ đâu. Ngươi nói cái gì? Tóm lại, tỷ thề cũng được, không thề cũng được. Tỷ chỉ cần nhớ rằng Tĩnh ca ca là của muội. Tỷ đừng nghĩ đến chuyện lấy huynh ấy. Ngươi yên tâm, cho dù mặt ta bị băm nát, ta cũng không gả cho huynh ấy đâu. Tỷ nói thật chứ? Đây là di nguyện của nghĩa phụ tỷ. Tỷ có thể làm trái ý à? Khi cha ta chết, thần trí không sáng suốt, người đã quên mất, đã sớm hứa gả ta cho người khác rồi. Mục tỷ tỷ, vậy là muội có lỗi với tỷ. Cha tỷ đã hứa gả tỷ cho ai vậy? Cô đã gặp qua rồi. Muội gặp rồi à? Nhưng mà muội ở đâu lại gặp qua một người đủ tốt để xứng với Mục tỷ tỷ? Đàn ông trên đời vô số, chẳng lẽ chỉ có Tĩnh ca ca của cô là người tốt? Tỷ không thích huynh ấy, chê huynh ấy ngu ngốc phải không? Ta biết mà. Cô không muốn ta gả cho huynh ấy, nhưng cũng không muốn nghe ta nói huynh ấy không tốt. Đích thực, Quách đại ca là một người rất tốt. Huynh ấy hành hiệp trượng nghĩa, tính tình thuần hậu. Lần trước, huynh ấy vì chuyện bất bình của ta mà ra tay, quả thật ta rất cảm kích. Vậy sao tỷ còn nói huynh ấy? Trong lòng cô đã có Quách đại ca, cho dù gặp người tốt hơn, cô cũng không thay lòng đổi dạ. Hơn nữa lại càng không muốn mang huynh ấy ra để so sánh, bởi vì cô biết, có so sánh mãi thì Quách đại ca của cô cũng thắng, đúng không? Vậy người trong lòng tỷ rốt cuộc là ai? Thực ra, y đã làm nhiều chuyện không phải với Quách đại ca. Ta cũng giận y, hận y. Là Hoàn Nhan Khang, tiểu vương gia. Huynh ấy là tiểu vương gia cũng được, là ăn mày cũng thế. Tỷ võ chiêu thân, y đã thắng ta, đó là số mệnh. Y hiểu rõ cũng được, không hiểu rõ cũng được. Tóm lại, giờ ta đã là người của y rồi.
Mục tỷ tỷ, thực ra muội đã trách lầm tỷ, hai chúng ta đều giống nhau. Vừa rồi muội bắt nạt tỷ còn điểm huyệt tỷ, hay bây giờ muội để tỷ điểm huyệt muội, điểm đi, không cần đâu. Điểm đi mà, thật sự là không cần. Nếu tỷ không điểm huyệt muội thì muội sẽ cù tỷ đấy.